Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Sốt Giày Si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì bên em soạn hàng lên báo giá cho mọi người một lô giày Tây. Hàng sale đồng giá là 250.000 nha các bác nhá. Các bác ưng mẫu nào chốt đơn thì vui lòng là chụp màn hình lại cái mẫu mọi người chốt này, xong rồi gửi qua số Zalo cho em. Zalo thì em có hai số, đấy là 0963090994 nhá, hoặc là số 0987758508 ạ. Em lên cho mọi người mã đầu tiên đi. Đây là một đôi giày mã là Y6 size 41 hiệu Clark của Anh nhá. Đôi này size 42, em nó ở size 41 nhá. Size 41 mọi người nhá. Hiệu Clark của Anh, chiều dài bàn chân là 260, made in là India. Lót bên trong, lòng trong vẫn là lót da nhá. Hiệu Clark của Anh. Clark của Anh. Đôi này tình trạng thì đến hơi mòn một chút, thế nên là em soạn ra để sale cho các bác. Sale lô giày hôm nay thì đồng giá là 250 các bác nhá. Mã E6, à mã Y6 size là 41. Y6 size 41. Em qua mã. Đôi này mã là M12 size 41 nhá. M12 size 41 ạ. Đôi này thì đang sale là 200.000. Đang sale là 200.000 nhá. Đôi này hiệu của Miro của Nhật. Giày đế băng. Đế tình trạng hơi mòn và hơi bẩn một chút. Giày thì nó không phun ra, nói chung là đôi này hơi kém một chút. Tình trạng độ mới là khoảng tầm 85%. Đôi này hôm nay em sale cho mọi người giá là 200.000 nhá. Mã M12 size 41 ạ. Size này là 42 nhá, không phải 41 nha mọi người nhá. Size 42. M12 size 42 giá là 200. Riêng đôi này là sale 200 nhá. Hoặc là đôi nào kém quá thì em sẽ báo giá chi tiết sau. Còn lại thì em đều sale bằng đồng giá là 250 các bác nhá. Đều sale đồng giá là 250. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày dán thể thao phun da đế bằng. Và đôi này thì đế của nó là màu trắng nhá. Trông rất là trẻ trung. Đế thì đơn khoảng 2,5 cm. Thiết kế là viền khâu chỉ ở bên dưới này. Chỉ thì là khâu chỉ nổi, thế nên làm cho cái đôi giày trông nó rất là nổi bật. Size là 42, mã M1 ạ. Đây là hiệu của Hàn Quốc nhá mọi người nhá. Lót đồng trong này ạ. Lót thì vẫn còn zin là chữ Hàn, rất là nét này nẹt ở trong giày nhá. Giày thì phun ra bên ngoài. Phần mũi giày thì nó là có màu trắng nhá. Màu trắng ghi. Size 42, giá 350. Hiệu Hàn Quốc ạ. Đế còn rất là ngon. Giá cho đôi này hôm nay trên live thì em cũng sale cho mọi người giá là 250. 250 đồng giá mã M1 nhá. M1 đồng giá là 250 nha. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày mã B23 size 40, chiều dài bán chân là 250 ạ. Tính theo size hàng thì nó là 250. Đôi này thì đế tình trạng là hơi bẩn nhá, không mòn đâu, nó chỉ bị bẩn ấy. Đôi này thì giày hiệu Hàn, size 250, tem cốt mã vạch vẫn còn nằm nét này nẹt ở bên này nhá, rất là rõ nét này. Mã B23 size là 40, chiều dài bán chân 25. Đôi này hôm nay trên live em sale cho mọi người giá là 250. B23 nhá. B23. Em lên tiếp ạ. Mã B36. À B30. B30. Size 41 nha. Giá 300. Đế nó hơi mòn một chút. Thế nên là em mới bỏ ra sale. Đôi này hôm nay trên live sale cho các bác là 200 thôi. Hiệu Hush Puppy của Anh này. Hush Puppy của Anh nhá. Đấy nó hơi mòn thôi, còn giày bên trên rất mới ạ. Màu của nó là màu xanh ngọc pha rêu nhá. Màu xanh ngọc pha rêu. Giá cho đôi này em sale là 200 nhá. Các đôi khác em sale 250 nhá. Có một vài đôi thì kém hơn thì em sẽ báo giá chi tiết từng đôi, thì các bác cũng nắm được trên live giúp em nhá, để tránh nhầm nhá. Em lên tiếp ạ. Lên cho mọi người mã H48 này, size 39. H48 size 39, dáng giày Oxford nhá. Dáng giày Oxford size 39. Chiều dài bán chân cho bên này là 24 cm, mã H49. Hiệu của đôi này là Milano Collection Ethypolis.
Sản xuất năm 1951, có nghĩa là hãng này đã rất là lâu đời rồi, từ năm 1951 đến nay cơ. Chiều dài bàn chân là 250, còn đây là cốt của hãng nha. Dáng giày Oxford này. Đế hơi mòn một xíu xíu thôi nhưng mà không đáng kể nhá. Đôi này mã H49 size 39 á, H48 size 39, giá cho đây là sale 250. 250. Lên tiếp ạ, đây là một đôi giày mã K4 size 41 ạ. Màu xanh ngọc, dập vân cá sấu nổi bần bật ở bên trên phần giày nhá. Đế thì nguyên bản không sơn sửa, thế nên là đế nó hơi ngả vàng một chút. Có thiết kế viên khâu rụp ở bên dưới này, mọi người thấy là rất là chắc chắn luôn. Ở bên trên phần mũi giày và phần da xung quanh đây đều được bao bọc bởi một lớp vân cá sấu nhé mọi người nhá. Đấy, và đôi này giá là 350, đế thì hơi bẩn. Đấy, hôm nay em cũng soạn ra để sale cho mọi người. Đôi này giá là 250 sale nhá. Chiều dài bàn chân là 260, tính theo size Hàn thì nó là 41 ạ. Các bác nhá. 41. Đấy, bác là ưng chốt mẫu này thì chốt mã K4. Chốt mã K4 giúp em. Em lên mã 40 B41 size là 42.5 x 43 như vừa này. Đôi này dáng giày Oxford, màu giày màu nâu. Made in Korea nhá. Kham Kang by Korea Suco, hiệu của Hàn nhá. Giày này thì tình trạng độ mới còn cao. Size cho đôi này là 42.5 x 43 đi vừa nhá. Giá là 250. Đế hơi mòn, thế nên là em mới sale nhá mọi người nhá. Còn lót bên trong này, da bên trên còn rất là mới luôn. Các bác thấy này. Đấy. Đây này giá sale còn 250 các bác nhá. Tiếp theo. Đây là một đôi giày thể thao nhá. Màu ghi xám. Da lộn đan xen lẫn vải lưới. Hiệu của nó là Penguin. Penguin nhá. Đế tình trạng độ mới còn ok nhá. Đế thiết kế có ma sát chống trơn trượt này. Lót bên trong này. Lót ở bên trong là lót nhung nhá mọi người nhá. Lót nhung. Giày cho đôi này là size size 42 UK10. Mát hơi mờ mọi người chơi. Size là 42 nhá. Size 42. Size 42. Giá 250 ạ. Size 42 giá 250. Đôi này mã bao nhiêu nhỉ? Đôi này đang không có mã nha. Lên cho em mã này. Mã 00 size 42. Mã 00 size 42. Lên cho em mã X0 đi. X0 size 42 nhá. Giá cho đôi này là 250, 250.000. X0 size 42. X0 size 42 giá là 250. Lên tiếp ạ. Mã B21 size là 41. B21 size 41. Giá đôi này là 300, hiệu Tendi, đế hơi mòn nhá. Còn lại thì phần da bên trên và lót còn rất là mới ạ. Giá sale là 250. Mã B21 size 41 giúp em. B21 size 41. Em qua mã K1 size là 40.5. Size nó ghi là 255 nhưng mà đôi này chắc phải 41 mới đi được nhá. Chiều dài khá là dài ạ. Size 41 nhá. Mã K1 size 41 ạ. Hiệu Miso Pe của Hàn Quốc. Đôi này thì mới lắm mọi người ạ. Đôi này rất mới luôn. Kể cả giày hay là lót hay bên trong. Misope của Hàn Quốc. Giá sale là 250.000. Em lên mã N3
size 40.5. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 25 nhé. 25.5 cm. Giá sale là 250 cho đôi này. Made in Korea. Đôi này size, đôi này nữ đi thì sẽ đẹp hơn nam nha mọi người. Nữ đi thì sẽ đẹp hơn nam. Nữ đi thì sẽ đẹp hơn nam. Bác nào có vợ thích màu hồng phấn này, đang đi size khoảng tầm 40 thì mọi người chốt nhá. Giá cho đôi này là 250. Đây. Sale 250 em qua mã. Mã B35. B35 size là 40.5. Đây mã là B35, hiệu đây tình trạng còn rất là đẹp nhá. Hiệu của nó là fashion, mẫu này của Hàn, size 40.5. Giá cho này hôm nay trên live sale là 200 nữa các bác nhá. Sale 200 hiệu fashion của Hàn Quốc. Sale 200 em để giá 200 nhá. B35. Em qua mã. Tiếp theo mã M15. Size 42.5. Mã M15 size 42.5. Giày phun da đế bằng size 42.5. Đôi này thì 43 vẫn có thể đi vừa nhá. Hiệu Tendi của Hàn Quốc ạ. Đôi này 42.5, 43 đi vừa nhá. Giá là 250.000. M15 giúp em. Bác nào ưng chốt mã M15 chụp màn hình lại gửi cho em nhá. Gửi cái mã mà mọi người chốt gửi cho em. M15. Em lên một đôi Gozek này là hiệu của Anh Quốc nhá. Giày phun da này, có màu trắng này, đế bằng, hiệu Gozek. Titanium Pellon. Gozek. Hiệu của Anh nhá, phun da đế bằng. Đôi này giá sale còn 250 thôi. Siêu mới, siêu đẹp luôn. Bác nào hay mặc quần jean em nghĩ là không nên bỏ lỡ đôi này nhá. Giá sale còn 250, mã B4 ạ, hiệu Gozek. Mã B4 hiệu Gozek. Em lên một đôi Oxford mã H22 size 41.5, 42 đi vừa. Đôi này là giày Oxford, dáng giày tây size 42. Đôi này giá là 250. Lót lòng trong còn lót da nhá, tình trạng da còn rất là đẹp mới ạ. Giày bên ngoài cũng vậy. Mỗi tội là cái đế thì nó hơi bị mòn thôi. Thì các bác về có thể là đi dán thêm một cái miếng chống chân trượt nữa ấy, cho nó đẹp, đi cho nó bền. Tiếp theo qua mã, đây là một đôi giày lười mã N8. Dáng giày lười, giày thì có màu vàng bò nhé. Tình trạng độ mới của đôi này còn rất là cao này. Da còn rất là đẹp nhá. Đế hơi bẩn đó ạ. Đế hơi bẩn. Đôi này giá sale còn 250, chiều dài bàn chân 260, hiệu Miso by Tendi, hiệu Hàn Quốc. Mẫu này là 415 vẫn có thể đi được nhá. Bác nào chân 415, có nghĩa là tương đương chiều dài bàn chân là khoảng 26-265 thì đi nó sẽ đẹp nhá. Mọi người nhá. Đi là đẹp nhất. Bắt đầu đến giờ khoan đục rồi mọi người ạ. Em qua mã tiếp theo này. Mã N33 size 40. Chiều dài bàn chân là 25 cm nhá. Đôi này giá đang bán là 450 này. Dáng giày lười hiệu Misope của Hàn Quốc. Đôi này đã thiết kế giá đa dán chống chân trượt rồi. Và mẫu này thì là sản xuất năm 1989. Đôi này giá bán là 450. Hôm nay em sale cho mọi người là còn 250 đôi này nhá. 450 sale còn 250, hiệu Misope. Và đôi này cũng là mã cuối cùng trong video sale hôm nay của em ạ. Các bác xem kênh thì chốt đơn mẫu nào thì vui lòng chụp màn hình lại xong gửi qua Zalo cho em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem đến đây và ủng hộ kênh của em nhé mọi người nhé. Em sẽ tắt máy và chào tất cả mọi người ạ.